con ở thôn Quang Phường, xã Đường Hòa. Về cái dịch bệnh Covid này á, thì chắc có lẽ là bà con cũng biết hết rồi, vì rằng trong cái tình cảnh người ta ngồi tại nhà hết, có những người không làm ai như được hết, và hiện nay cũng khó khăn ghê lắm. Trong cái cảnh mà coi như là người Việt Nam chúng ta thì phải thương nhau, đồng bạc lẫn nhau, lỡ mà coi như nó có sự chi thì mình thấy cũng đáng buồn. Cô kỹ rồi, để chích vaccine là không có sợ chi cháy chắc hết. Đó là cái điều kiện rõ ràng rồi. Mà những người chưa chích kia, người ta mới sợ. Đối với tôi, bởi vì tôi năm nay 68 tuổi, nhưng ngay chích vaccine là tôi liền. Chích vaccine được là quý rồi. Cho nên tôi mong muốn rằng ở đây là cố gắng làm như thế nào để mà bà con, mọi người đều cũng được chích vaccine hết.